Thế em giận anh à? Em giận cái gì đâu? Anh chỉ là bạn thôi. Tình cờ hôm đấy đi đường thế là gặp lại thôi. Thế mà em đi qua em cũng không gọi anh. Anh đang vui vẻ em. Thôi đừng giận anh nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh người đấy chỉ là bạn thôi. Bạn thật á? Bạn thật mà. Thôi đừng giận anh nữa nhé. Lần sau có chuyện gì cứ nói với anh. Em giận cái gì đâu ạ? Em hay đi bắt được ốc ở tận đâu của em? Em bắt được ăn thôi, tại vì cái ốc này ốc mới. Bắt lấy cho mỗi người một ít, xem ăn có ngon không. Nhưng thế mà ốc nặng lắm. Thank you.
Bên này em đang làm gì đây? Mấy hôm anh không sang, hôm nay anh sang chơi với em. Mấy hôm anh bảo sang nhưng mà bận quá anh không sang được. Em nay ở nhà. Em ở nhà. Hôm nay em không phải đi làm gì à? Em vừa đi bắt ốc về. Mới bắt ốc về à? Tại vì ốc mới thui, bắt đi trong mỗi nhà một ít xem là có bao gì không. Thế có bắt được nhiều không? Em cũng bắt được ít. Anh sang có được gì không? Anh sang chơi với em à? Sao hôm nay có chuyện gì mà nhìn em buồn thế? Không, em chẳng có chuyện gì. Hay em giận anh cái gì à? Không, em có giận cái gì đâu. Mà em buồn lắm. Anh sao nhà em làm cái gì? Thế sao? Anh không ở nhà với cái người nào đi? Anh làm gì có người nào? Anh làm gì có ai đâu? Hôm trước đấy là bạn anh. Em nhìn thấy đi cùng anh phải không? Anh làm gì có ai đâu? Hôm nọ em nhìn thấy còn gì nữa? Hôm trước em nhìn thấy đấy là chỉ là bạn anh thôi. Thế em giận anh à? Em giận cái gì đâu mà. Anh chỉ là bạn thôi. Tình cờ hôm đấy đi đường thế là gặp lại thôi. Thế mà em đi qua em không gọi anh. Thế anh đang vui vẻ nên em cũng chẳng gọi. Thôi đừng giận anh nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh người đấy chỉ là bạn thôi. Bạn thật á? Bạn thật mà. Thôi đừng giận anh nữa nhé. Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với anh. Em giận cái gì đâu ạ? Thế hôm nay đi bắt được ốc ở tận đâu rồi em? Em bắt được ao thôi, tại vì cái ốc này ốc mới. Bắt về cho mỗi người một ít xem ăn có ngon không. Như thế mọi người bảo ốc này ăn ngon. Thôi chưa rồi, chắc anh cũng phải về nấu cơm đây. Nhà hôm nay không ai ở nhà. Về nấu cơm sợ bố mẹ anh đi làm về muộn ấy. Lấy cho một ít ốc về. Thôi cứ để lại em ăn đi. Thôi em lấy cho ít, đằng nào em cũng mang đi cho mỗi người một ít đi. Ốc mới. Thôi em cứ để lại ở đây mà ăn. Cũng nhiều mà, em lấy nhiều lắm. Anh mang về. Bên nhà anh không có mỗi mình anh với bố mẹ anh, chắc phải tối mới về. Tại vì em lấy cho mỗi người một ít đi, ốc mới. Cho anh nhiều thế. Anh cứ cầm về đi. Ok, anh xin nhé. Anh về nhé. Anh về đây. Nhưng mà mai lại sang nhá em nè. Về nhá. Anh về rồi đấy. Có cái gì đấy? Anh đi thăm đồng bắt được mớ ốc này. Ừ, ngon thế. Ừ. Thế. Hôm nay ra cái đám lúa hôm trước bị đổ, thế là anh bắt được mớ ốc này về, không tí em luộc cho ruộng. Em mang cái ốc này ra rửa qua đi để xong cho nồi luộc em. Đây thì mình chỉ rửa thôi đúng không? Rửa đi xong băng nồi luộc để anh đi ngàn ít lá xả nhá. Vâng, băng đi đi.
chưa? Này ra cái khu đấy bắt nhiều ốc quá em ạ. Lúc trước kiểu ăn khu của nó chả thải hết lúa. Cho cái xả lá chanh này vào luộc cùng nó thơm. Này, trong thì bắt này cho lửa mà ngon, mai anh lại đi bắt tiếp. Mai ăn ngon, mai lại đi bắt về cho em ăn. Anh sợ em chưa ăn cái món này bao giờ nên không dám bắt nhiều. Không có ngủ ngon. Nếu mai thử đấy mà ăn ngon, mai anh đi bắt nhiều về cho em ăn. Tí nữa xong em đặt vào kia luộc nhé. Cái này chắc cũng luộc nhanh chín mà. Sao anh không lấy quả ớt cho vào đây? À, thế em bỏ nốt đi, anh quên vừa lấy bỏ vặt quả ớt xong lại quên mất. Đây, bác lên bếp đi nha. Dạ. Em cho mấy quả ớt này vào. Anh để cả mấy quả khoát ở đây thì có làm nước chấm nhé. Anh em nấu đi, em nấu nhá, để anh đi cho con vặt đi tá cho con dê nó ăn. Thank you.
Em ăn đi. Ăn gì nữa? Em ăn đi. Wow, con ốc to. Ừ, to nhỉ. Chấm lại. Ăn ngon ngon này, mai này đi bắt cho. Ngon lắm nhỉ. Ngon quá. Ngon nhỉ? Ừ. Ngon lắm, ngon. Đấy, thử cho em một con nữa. Con này béo quá. À, em ăn đi. Em đi. Em ăn đi. Ngon nhỉ? Ốc này. Nhưng mà ngon nhỉ? Ốc này ốc to ngon. Ngon. Cái này nó gọi là ốc nhồi đấy. Ừ, ốc nhồi mà. Đi. Ăn ngon mai với bát rồi. Đi rồi. Mai đấy bát. Mai này đi. Nấu ngon thế, ốc này ngon. Mai bát. Mai đi anh cho em đi với. Ờ. Đi bắt ốc này này. Mai này nếu mà nó có ở gần đây không? Có ngay cánh đồng trước nhà mình thôi. Vậy hả? Ừ. Anh ăn đi, này, em đi. Em ăn. Em ăn đi. Ốc này mùa này nó nhiều lắm. Mấy cái đám lúa ở dưới kia hôm trước nó ngập nước, giờ nó nhiều lắm. Chắc mấy hôm mà mưa lũ nhỉ. Ừ.